Rồi, dạ hello, em xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngô Nguyễn. Hôm nay là ngày 29 tháng 6 2024 rồi. Bây giờ là cỡ tầm gần đầu giờ chiều ở bà con ha. Em trở lại bên kênh xe máy Mạnh Hùng để cập nhật giá ở đây cho bà con anh chị trên kênh mình theo dõi. Thì hôm nay cũng lâu rồi mới trở lại, không có quay thường. Mà lần trở lại này em thấy là xe hơi bị dữ nha. Xe rất là nhiều. Nên là bởi vậy bà con anh chị trên kênh mà theo dõi á thì có rất là nhiều cái sự lựa chọn. Còn có thể là những xe đầu thì mình không vừa ý, nhưng có thể đâu ở chính giữa hoặc là ở cuối video sẽ có những cái xe của mình. Thì bà con cứ theo dõi video thử coi có nào ok hay không. Có thì mình cứ alo cửa hàng để mình chốt bà con ha. Còn hôm nay là em trở lại bên xe máy Mạnh Hùng với địa chỉ là 87 trên đoạn đường là Phan Huết bà con nha. Bà con có thể là mình theo dõi bảng hiệu ở trên video nha. 87 trên đoạn đường Phan Huết, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng bên trái cửa hàng thì đi về hướng của ngã tư Quang Trung, sau đó tầm khoảng cây đến hơn cây số. Còn bên phải xuôi chiều thì mình sẽ đi về hướng của ra cầu chân cầu Dược, Tham Lương, cũng như ra hướng của khu công nghiệp Tân Bình. Còn giờ mời bà con mình vô trong gặp chị chủ rồi mình cùng báo giá hôm nay với bà con anh chị trên kênh nha. Đó, bà con mình camera quay chậm chậm tí ha, cho anh chị theo dõi sơ thử rồi. Nay xe rất nhiều luôn, từ tay ga xe số đến cung tay, và đặc biệt là xe tầm thấp cũng có nữa anh em nha. Rồi, chào chị chủ nha. Dạ, em chào anh. Dạ. Dạ, em chào anh chị và bà con đang coi trên kênh của anh Ngô Nguyễn nha. Dạ, hôm nay xe máy Mạnh Hùng em có chia sẻ đến bà con mình một số dòng xe. Thì nhỏ có, trung có ha. Thì bên em xin nhắc lại là cửa hàng xe máy Mạnh Hùng, địa chỉ 87 Phan Huyết, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Dạ, thì bên em có trao đổi các dòng xe, thì dù anh chị có xe mình không sử dụng qua đây mình đổi những dòng xe mà mình thích ha. Dòng mới rồi, với lại bên em có hỗ trợ là trả góp này, hỗ trợ là qua ngân hàng nha, với điều kiện không nợ xấu, có căn cước là mình làm được nha. Dạ, thì bên em có hỗ trợ là mình quẹt thẻ tín dụng không trả trước đều được nha. Thì có hỗ trợ là ship xe và sang tên đổi chủ cho khách hàng các tỉnh thành nha. Rồi thì em cũng không có làm mất thời gian của bà con mình nhiều ha. Thì em chia sẻ luôn cho mình một số dòng xe nhỏ trước ha. Rồi, ok chị. Thì anh chị có nhu cầu mình mua xe đi làm hoặc là đi vòng vòng đấy thì alo em ha. Bà con quan tâm xe nào mà nếu trong quá trình video mà em quay đây có phần nào chưa kỹ, chưa rõ, vừa ý anh chị các bạn nhớ liên hệ riêng với chị chủ nha. Rồi, chị đưa bán bà con rõ bên Zalo cho. Rồi, còn giờ em sẽ chia sẻ cho bà con mình luôn ha. Đây một em Timberlust nha. Con này FI nha bà con. FI. Dạ, 125 đi máy móc im cực kỳ luôn. Dạ. Con này biển số thành phố luôn. 59V227569. Dạ. 8,5 triệu. Như mọi clip là giá này là em bao ship cho bà con mình nha, khu vực miền Tây hoặc là miền Đông Nam Bộ. Dạ, lân cận gần Sài Gòn em luôn ha. Rồi. 8,5 triệu FI nha bà con. Rồi. Máy móc im cực kỳ luôn. Tính ra cái mẫu này là chạy rất là ngon anh chị nha, hổ thua bê đâu. Dạ. Nhưng mà do nó em là Suzuki nên là có phần cái giá nó hấp dẫn là như vậy đó anh chị ha. Dạ. Thì sơn phố luôn. Dạ, FI đầy đủ nha bà con. Dạ, chúc bà quay bản số lại cho. Đây, một em AB211 nha bà con. 211. Mẫu đẹp si nha. Dạ. Con này máy móc là em bao rin cho bà con mình, bản là đen bạc nè. Biển số này là Long An nha. 62 hả chị? Dạ, 62K101042. Máy móc em bao rin cho bà con mình. Rồi. 13,5 triệu là em bao ship cho bà con mình nha. Máy móc đều là rin hết. Em bao rin. Nói chung là xe nó cũng bóng bẩy, cũng sạch sẽ đẹp liền á chị nha. Nếu như máy móc rin vậy là chị hỗ trợ khách hàng mình bảo hành trong khoảng thời gian bao lâu? 6 tháng bà con nha. 6 tháng dạ, nha. Nói chung những dòng xe này bên em có đều bảo hành 6 tháng cho mình nha. Dạ. Dạ, bà con mình cứ yên tâm sử dụng. Dạ, rồi, ok mọi người ha. Giá này là em có bao ship rồi nha. Rồi, rồi đây em chia sẻ cho mình xe một chiếc No 4 nha. Đây, con này là, wow, tem rin đầu cũng còn đẹp, cũng ok nè. Tem rin, máy đặc điểm là rin luôn. Dạ. Dạ, nói chung là lâu lâu mới được một chiếc gọi là xe cứng như vậy. Còn tổng quan là em thấy rất đẹp nha. Dạ. Nếu mà theo mắt nhìn của em là rất đẹp đó. Đó. Máy em ru luôn. Em ru luôn bà con. Quan trọng giờ coi cái giá sao nè, chứ thấy là chịu rồi đó. Máy im, dàn áo sạch sẽ, áo rin, tem rin luôn. Đúng rồi. Chị để bao nhiêu? Con này em để ra cho mình 4,3 triệu thôi. Có 4,3 triệu thôi. 4,3 triệu thôi nha bà con. Ừ. À, như chiếc này thì bà con tới lấy trực tiếp giúp em ha. Còn dạ, nếu ship thì hỗ trợ giúp em một phần tiền ship cũng được. À. Dạ. Vậy là những cái xe khác tại bên cửa hàng mình là chỉ bao ship hết đúng, đúng không? Dĩ nhiên chiếc này thì bà con mình tiện lấy giúp nhỏ em. Nhỏ tiền quá mà bà con ha. Dạ. Dạ, thì tại dân 84B1-2246 là bằng số nha chị bạn. Dạ, chiếc này là em tri ân bà con mình nha. Được nha. Dạ, con này được á, giá rồi này cũng ok. Đây mình giới thiệu luôn đi, từ đây luôn đi ha. Dạ.
Đây, một em lít 2010 nha bà con, FI. Rồi. 9 triệu rưỡi thôi. 9 triệu rưỡi. Dạ, FI đầy đủ 9 triệu rưỡi nha bà con. Biển số 59V134943 nha. Ok. Máy móc là rin im. 9 triệu rưỡi nha bà con. Còn bên đây là AB Sanker đúng không chị? Đúng rồi ạ. Biển thành phố luôn. Dạ, như clip rồi bà con ủng hộ em, những dòng xe này cũng rất là nhiều nha. Đây là mới về luôn. 8 triệu 9 là em bao ship cho mình. 8 triệu 9. Máy móc là im cực kỳ luôn. Dạ. Dạ. 54X7-9592 là bản số nha bà con nha. Dạ, biển số xe không? Còn đấu 4 mới vừa báo qua xong là chỉ có 4 triệu 3 thôi. 4 triệu 3 nha bà con. Dạ. Dạ, đây một em AB212 nha. AB đầu bò đó anh chị. Dạ, 11 triệu 500 biển số Sài Gòn. Máy móc riêng nha bà con mình. Dạ. 59D1-127-19 bà con nha. Dạ, 11 triệu rưỡi. Dạ, 11 triệu rưỡi. Dạ. Rồi, để em quay sơ bản số với hướng sau xe cho anh em trên kênh theo dõi nè. Cần ưng chiếc nào chụp màn hình lại để cửa hàng tư vấn rõ nha bà con nha. Dạ. Còn ad bên trong mình không có luôn chị. À, chị đã cọc rồi anh. Khách ta gửi ha. Rồi, mình tới đâu nữa đây? Đây. Exciter trong, con Invalus rồi. Đây, AB cũng ý là chiếc này quay rồi đúng không? Dạ, rồi. Đúng rồi. À, đây em quay lốt luôn hai chiếc này ha, rồi mình ra một chiếc xe số ha. Ok chị. Rồi một chiếc ẹt 150 mẫu đèn led nha bà con. Đợi nhám led bao khoang nha bà con ha. Dạ, biển số 59D26620 nha. Máy móc em bao rin cho bà con mình. Dạ. 24 triệu em bao ship nha. 24 bao ship. Vậy đúng thì rồi. Đến trực tiếp tại cửa hàng mình còn bớt giảm gì không? Đúng rồi, có bớt lọc lá xăng cộ bà con mình đi tới nha. Dạ, còn bớt và giảm nếu đến trực tiếp nha. Nói chung anh chị mà quan tâm chiếc xe nào thì cứ alo trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nha. Dạ. Rồi em tư vấn chi tiết hoặc là góp trao đổi hay là tiền mặt gì đó. Dạ. À, thì mình dạ. Gặp em trao đổi kỹ hơn ha. Ok mọi người nha. Rồi, một chiếc Winner màu trắng này, xe rất là đẹp nha. Dạ. Máy móc riêng luôn nha bà con, biển số 59. K209672 nha. Dạ. Yeah. Con này em để ra cho mình là 18.800.000 thôi. 18.800.000 nha bà con ha. Yeah. Đây. Quay hướng sau bằng số rồi lại hết cho bà con chị theo dõi luôn nè. Anh chị mà có từng mua trả góp rồi mà đóng tốt quá bà con, mình khỏi góp không cần đưa trước luôn nha. Dạ. Yeah. Rồi ok nha bà con ha. Yeah. Bên đây dưới đây mình có chiếc nào nữa không? Ở xe dưới đây là xe chưa có bán được ha. Còn đây. Đây. Yeah. Rồi chiếc này luôn. Chiếc này 11 triệu 500 em bao ship cho mình biển số Sài Gòn nha. Dạ, 59N323802. Dạ. Anh chị nào thích cái gọi là mô tô này, mô tô nhỏ đó chị. Dạ. Mini á, đặc biệt là nếu mà các bạn nữ nào mà thích mô tô mà dáng nhỏ nhắn là lựa chọn con này cũng đúng tuyệt vời. Có 11 thôi. Đi nó vừa vặn mà cũng rất là dễ thương nha. Dạ. Dạ. Máy móc là em bao luôn, bao im bảo hành 6 tháng với bà con mình. 11 triệu chẳng hả chị? 11 triệu 500 bao ship. 500. À? Dạ. Bao ship. Dạ. Còn bà con mình đến thực tế tại cửa hàng đi, chị bớt giảm tí xíu rồi, cho. Em bớt nhiệt tình cho. Mình yêu thương em nhiều thì em bớt nhiều luôn. Giờ mình tới ở đâu đây chị? Rồi, giờ em giới thiệu cho bà con mình dòng xe số đi ha. Dạ. Dạ. Rồi vậy mời bà con mình lên phía trên đầu cửa hàng luôn. Dạ. Quay trước đi không xìu nữa. Mình cũng trao đổi xe này kia đầy đủ hết rồi hả chị? Dạ đúng rồi, có trao đổi cho mình hết. Các tỉnh thành. Đây, em có một con quay S nha bà con. Dạ, quay S 110 nè anh chị. Con này nói chung dàn áo nó có theo 5 tháng nha. Dạ. Còn về máy móc là im cực kỳ luôn. Con này biển số 29I1-12608. Rồi. Con này em để ra cho mình là có 6 triệu 500 nghìn thôi. Phiên bản là bánh căm thắng để anh chị nha, 6 triệu rưỡi thôi. 6 triệu rưỡi thôi, xe này đi cày rất là ngon nha bà con. 6 rưỡi được đúng không anh em? Dạ. Bây giờ đi làm đi cày bừa là tuyệt vời rồi. Dạ, Honda này của Honda đầy đủ. Em riêng áo riêng là còn đầy đủ hết, biển số Hà Nội 29I1-12608. Dạ. Nói chung nói chị nhìn lên con Trung Quốc có chút xíu thôi. Dạ. Dạ. Rồi còn đây một em Sirius nha, 215 bản mâm đĩa đi bà con. Dạ. Máy móc là em cũng bao im luôn nha. Con này em để ra cho mình có 7 triệu 9 thôi. 7 triệu 9. Dạ, là đều là có bao ship cho mình rồi nha. Bản số là 37E1-35178 bao dạ. Ship bà con nha. Còn 7 triệu 9. Không bao ship thì đến cửa hàng chị còn bớt cho. Đúng rồi, em bớt cho mình nhiệt tình nha. Qua đợt tiếp FI đi chị, bánh mâm đĩa luôn. Con này là đời 2020 nha bà con. 2020. Dạ, con này bản mâm đĩa biển số là 59B304253 nha. Dạ. Về phần máy móc thì áo riết là tem riết là em bao rin nha bà con mình nha. 18 triệu 500 ngàn em bao ship nha. 18 triệu 500 nha bà con ha. Chắc dạ. Chắn là con này máy móc phải rin rồi, đời bao cao rin. Đẹp rồi. Dạ, tại xe cũng mới đây 2020 thôi dạ. Bà con. Này khóa đủ 2 chìa hết nha. Đúng rồi, khóa còn 2 chìa luôn. Dạ. Đây. Dạ. Rồi, bọn em future đi. Màu nâu cà phê nè anh chị, con này là bánh mâm thắng đĩa, biển là 59M2-38570 nha. Con này em bao máy móc rin cho bà con mình. Dạ. Đời là 2019. Con này có khóa chống trộm đầy đủ. Dạ. 23 triệu 500 nha bà con. 23 triệu 500 nha chị dạ. Ha. Rồi, một em Sirius.
69 H1 369 98 nha bà con nha. Phiên bản là clip trước em có bán rồi nè, mà khách kẹt tiền này quay đầu đi. Dạ. Rồi giờ nay em để cho mình con này 2021 nha bà con. 2021. Dạ, mâm đĩa máy móc zin này 12 triệu thôi. 12 triệu. Dạ, em bao ship nha. Con này thì liền là sạch sẽ rồi. Dạ, xe rất là đẹp mà cứng nữa. Rồi, bọn em quay A 2018 nha. Dạ. Con này mẫu 110 anh. À, biển số Tân Bình luôn. Máy móc zin. À, 13 triệu nha bà con. 13 triệu. Dạ, 13 triệu. 59B2 79113 nha bà con nha. Dạ. Rồi cái bên là quay cho Future 125 nữa anh chị. Con này Future 216 bản mâm đĩa nha bà con. Dạ. Con này thì máy có rớt đầu cạo khói thôi nha. Ừ. Còn lốc rửa là chưa trẻ nha bà con. Dạ. Em đẻ ra cho mình 15 triệu thôi. 15 triệu đồng. 15 triệu. Rồi. Ok. Rồi, còn em Sirius 2022 này, con này làm bản mâm đĩa luôn. RC dạ. Luôn. Bản cao cấp mắc nhất rồi đó. Con này là máy zin luôn nha bà con. Dạ. Biển số là 67 An Giang. Ừ. Con này em để ra cho mình có 13 triệu 800 thôi, em bao ship 8. Rồi. Dạ. Dạ. FI đầy đủ nha bà con. Dạ. Rồi một em này là 20. Con này là biển thành phố mắc hơn nha. Dạ, còn về máy móc là em cũng bao zin luôn. Dạ. Con này là 2021, xe mới chạy 7.000 cây thôi. Ừ. Dạ, con này em để ra cho mình là có 17 triệu em bao ship nha. 17 triệu bao ship bà con nha. Đúng mà rồi. Là màu cam đen. Mà phải nói là con này là em cũng rất là kết luôn. Tại vì nhìn cái màu với là cái chất xe nó rất là đẹp. Dạ. Ốc tán là còn rất là sáng luôn. Công về mấy cái phần xe này thì bà con mình yên tâm sử dụng nha. Dạ. Xe mới chạy được ít thôi. Rồi, còn bây giờ là mời bà con mình nhìn tổng quan sơ qua tất cả những cái bản số của những con xe nãy giờ mà chị em mình đã quay qua nha. Rồi sau đó sẽ xuống bên dưới đến với một chiếc AB150 nè chị. Ừ, con này xe nhà. Ồ, xe nhà ha. Xe rồi, nhà. Mình cho qua. Rồi. Mình vô đây tới một chiếc đây, Satria. Em còn một chiếc duy nhất này. Dạ, Satria. Con này 2019 máy móc zin nha bà con. Rồi. Biển số 59 U2 25291. Dạ. Con này họ có sơn lại cái mâm bạc thôi ha. Còn đúng về rồi. Phần máy móc là em bao zin cho mình. Hôm nay em để giá sập sàn luôn 21.500 bao ship. 21.500. Vẫn bao ship là đủ cho bà con 20, hết luôn. 21.500 nha. Dạ. Rồi. Exeter 135 70L1 2018 nè chị. Em về một cặp rất là đẹp luôn. Thật sự là máy móc là zin luôn nha bà con. Dạ. Máy móc em bao zin như chiếc xanh này trước đi. Cái này biển số Tây Ninh nha. Dạ. 2014 máy móc là em bao zin nha. Bà mặt bản màu xanh trắng GB. Con này em đề ra cho mình là 13.700. 13.700. Dạ, 13.700 là em là bao đầu nội máy móc là cầu nguyên bản luôn hả chị? Bao zin cho anh. Dạ. Rồi, xe okay, còn zin nha. Dạ. Rồi, một em này là 135 luôn. 214 mà đăng ký 215 đây anh. Ừ. Con này màu đỏ đen. Dạ, đỏ đen. Biển số Gia Lai nha chị, 81B1 60914. Con này thì có vô một cặp bánh mâm nhỏ tương tự giống như là của Gia Z vậy đó. Dạ đúng con rồi. Con này bây giờ mình để giá bao nhiêu? Con này em đề ra cho mình 14.500 nha. 14.500. Đúng rồi, em bao ship rồi nha. Dạ rồi, ok anh chị nha. Dạ, rồi đây một chiếc xe X135 nữa. Con này biển số Sài Gòn xuống bánh căm nha. Con này máy thì có rớt đầu rồi. Dạ, có rớt đầu cạo khói đó. Con này em để hôm nay giá mình có 12.500 thôi. Rồi, ok nha. Dạ. Mình qua kế bên mình đến với một chiếc X xuống áo bà con nha. 59M1 26644. Rồi con này thì nói thật cũng rất nhiều thanh niên đến góp rồi mà không đủ tiêu chuẩn của ngân hàng nên là không được duyệt nha. Yeah. Thì em cũng muốn clip này mong muốn có một khách là nói chung đầy đủ thiện chí là để mua tiền mặt hoặc góp cũng được. Để cho em nó đi ha, đi theo chủ mới đi. Con này em để ra 17 triệu thôi. 17 triệu ẹt xuống áo, nói chung là cũng rất là liền và đẹp nha anh em bà con. 17 nha. Triệu thôi bà con. Dạ, xe rất là đẹp nha. Rồi. Rồi một em Win X. Win X phiên bản đời V2 ABS luôn anh chị nha. Con này là thằng ABS nha bà con. Máy móc là tem áo bọng là nguyên bản nha. Đúng rồi. Dạ con này biển số Sài Gòn luôn, 59K2 59776. Dạ. Em để ra 23.500.000 cho bà con mình nha. 23.500.000. Dạ. Còn bên kia vẫn là Win X V2 màu đen nhám, bản đặc biệt ABS luôn, biển số là Sóc Trăng 83. Con này thì em để ra cho mình là 20.500.000 nha. 20.500.000. Dạ, con này có đi thêm một cái đèn trợ sáng nè. Dạ đúng rồi. Dạ, khóa thì đầy đủ hai chìa cho bà con mình nha. Rồi, máy anh móc chị thì em bao zin. Anh chị mình nhìn sơ qua tổng quan phía sau cũng như là các bản số nãy giờ mà em và chị chủ đã quay và báo giá qua nha. Này để ngoài này cái kìa. Rồi những chiếc nào mà thí dụ mà em tư vấn nhanh hoặc là bà con mình coi chưa kịp á thì cứ kết bạn Zalo với em nha. Bây giờ mình qua đây nha, đến với một cái chiếc Vision cho chị màu xanh nhám bản đặc biệt luôn. Rồi con này biển số là Sài Gòn luôn nha, 59C4 11
Này ba con một. Rồi. 57. Bao rin bà con mình nha. Bao rin luôn. Dạ bao rin, con này em để ra cho mình. Cao mà. 28 triệu. 28 triệu, đời dạ. Này quá cao rồi bà con ha. Rồi con này thì xe về chạy không phải suy nghĩ luôn nha. Dạ. Và xe này em bảo hành cho bà con mình 6 tháng đến 1 năm thoải mái nha. Dạ. Rồi một em sang cơ bà con. Ai bay sang cơ. Con này biển số 77 Bình Định nha. Bình Định. Mà máy móc thì em bao ngon, bao im cho bà con mình. Dạ. 8 triệu 9 em bao ship. 8 triệu 900 ngàn bao ship cho anh dạ. Chị các bạn mình luôn. Bao ship cho mình nha, xe đẹp thì là. Dạ. Rồi, giờ mình vô Mazda nha. Rồi, nay em có một con Mazda 2016 Mazda đèn vuông này đời nào chị? 2016 anh, con này có rim á. Dạ. Con này khóa niết là đầy đủ hết nha. Máy móc bao rin, áo dạ. Bọc là em bao hết cho mình nha. Dạ. Rồi rất là nhiều Mazda em bán đã hết rồi, nay con này mới về thôi. Dạ. 59G203948. Dạ. Con này em để ra cho mình là 34.500.000 nha bà con. 34.500.000. Dạ, những khách hàng mà có nhu cầu tìm Mazda Prime này thì alo em nha. Dạ. Rồi, mình qua cái bên luôn chị. Ly 125 nha. Dạ. Con này 2014 bà con. Máy móc rin luôn, biển số 59G168583 nha. Con này thì em để ra cho mình 18.500, máy móc em bao rin. Biển là 59G168583. Đúng rồi ạ. Được cái là cái mẫu này là cốp rất là rộng rãi, phù hợp với chị em hồi nhìn nhà mình ha. Dạ. Nói chung là to lắm luôn chứ. Mẫu này em bán cũng rất là nhanh luôn. Dạ. Rồi, okay, rồi một em AB150 nha bà con. Bản ABS dạ 2021 nè. Con này biển số là 71 Bến Tre nha. 37.500 bà con nha. 37.500. Dạ em bao ship cho mình. Bà con muốn góp muốn trao đổi gì cứ alo cho em nha. Máy móc thì chắc chắn là riêng rồi hả chị? Rồi em bao luôn, bảo hành 1 năm cho bà con mình thoải mái nha. Rồi, cái bên Vision nha. Rồi một em Vision màu trắng ngọc trinh nè. Dạ. Này biển số 59T176339 nha. Dạ. Con này em để ra cho mình 18.500 bà con. 18.500. Dạ, 18.500. Đây anh chị, bảng số nè. Hướng sau con xe nè, bà con mình coi sơ quan dòng nha. Phát 3 đều bị xôn thổ hết. Rồi mình xuống đây là đến với một cái chiếc Ali tiếp theo 125 luôn. Con này là cọc rồi, khách cọc rồi. Dạ em còn chiếc màu trắng này ha. Vậy màu trắng, đèn halo xe nha. Dạ 2020 luôn. Nhưng mà vô bóng led rồi. Con này biển số là 62 Long An nha. Dạ Long An. Dạ về máy móc em bao rin khóa mắt cây nha bà con. Dạ. Dạ con này em để ra cho mình là 23.700.000 thôi. 23.700.000. Dạ. Mấy cái này mình hỗ trợ khách hàng bảo hành trong thời gian bao lâu chị? Em nói thiệt những cái dòng lít này hoặc là SH này cũng vậy, 1 năm cho bà con mình luôn. Dạ. Dạ. Em ra đảm bảo 1 năm cho bà con mình với điều kiện gì thay nhớt đầy đủ là được nha. Còn ly này có vô cái phụ kiểu phía sau cho anh em nha. Bà dạ. Con này là remote là còn đủ hai khóa luôn. Đúng hai khóa mắc cây hết. Dạ. Biển Long An 6H1-21653. Còn 23.700.000 nha bà con, em dạ. Bao ship dạ. Đây SH này chị, SH Nam. Rồi, SH như clip trước thì em cũng bán hết rồi. Con dạ. Này thì màu đen nhám bản đặc biệt 2022 nha. Khóa smart key đủ hai chìa khóa hết nha bà con. Dạ. 68 triệu là em bao ship cho mình nha. Rồi. 68 triệu, máy móc em bao đi. 5953. Còn đây là dòng Randy biển 35 nè. 72307. Dạ. Con này là 16.500.000 nha bà con. Dạ, Gender. Dạ con này thì ai mà thích mẫu này thì cũng chạy rất là thích nè. Dạ. Dạ rồi. Lâu lâu mới có một chiếc thôi ạ. Mẫu này phù hợp với lại các bạn nữ, chị phụ nữ ngồi là cũng đẹp lắm. Dáng dạ. Nó tôn dáng tương tự. Nói chung cốp cũng thoải mái luôn ha. Dạ. Cốp cũng thoải mái. Dáng đi cũng đẹp, màu trắng. Rồi đây một em Vision màu Vision. Trắng tiếp theo. Biển số 59Y2-78713 nha. Dạ. 18.500.000 luôn bà con. 8.500.000 luôn. Máy vẫn riêng đúng không chị? Dạ máy riêng ạ. 18.500.000. Dạ. Đây bà con coi nè, biển số của Củ Chi nha. À chiếc Gen D này 16 năm ha. Dạ. Này là chị báo nhiêu quên rồi ta. À 68 triệu ạ. Rồi 68. Dạ. Rồi bây giờ mình qua đây. Đến với một chiếc AB đầu bò màu vàng đồng đen. Con này đời máy đây chị? Con này 22 ạ. 22. Dạ, con này máy móc là đều rin nha bà con. Biển số 59E121774. Con này em để ra cho mình 12 triệu thôi ạ. Dạ 12 triệu anh chị nha. Dạ 12 triệu. Rồi. FI rồi nha bà con. Mình coi con Janus luôn đi chị. Đây. 2018 nha anh. 2018. Khóa mắt cây nha. Ừ. Cái này xe thì em chạy đi chợ hàng ngày. Dạ. Biển số 62 Long An. Dạ. Màu hồng rất là dễ thương nha. Dạ. 17.500.000 bà con. 17.500.000 thôi. Dạ, em bao ship. Rồi, ok chị. Rồi một em Vision. Con này biển số Cà Mau nha. Dạ. 69. Màu đỏ đô rất là đẹp luôn. Ừ. Máy móc em bao rin. Dạ. Con này là 20
lên mặt nạ giống của Thác là bà con. Con này 29 á. Dạ, 29 dạ. Luôn. Khóa mắt cây nha. 23.500 bà con. 23.500. Dạ. Cái bên là AB125 đúng không chị? Con này mẫu 4 van anh. À đúng rồi, màu 4 van, mẫu 4 van anh chị nha. Con này mẫu 4 van nha. Mẫu 4 van đây. Đây bà con coi ha. Dạ. Biển số là 50L231169. Khóa sẽ mắt cây đầy đủ 2 chìa bà con. Còn nguyên hết luôn à, không thiếu gì hết. Con này 4 van và 125 nha. Đây bà con coi remote nè. Hai cái remote nè không? Rồi hai cái đầu mở cốp nữa nè. Rồi hai cái mã của hai cái remote là còn đầy đủ luôn, không có thiếu. Nói chung theo xe đầy đủ hết á. Rồi con này màu xanh. Xanh đen rất là đẹp, cứng. Bao nhiêu chị? 34.500. 34.500. 34.500. Bộ 4 van nha bà con. Dạ. Còn kế bên thì là một cái chiếc đèn led ha, màu đỏ và biển là 59Y2 88414 đó bà con nha. Rồi con này là mẫu 216 á. 216. Con này máy móc zin luôn nha bà con mình. Dạ. Màu đỏ, con này em để ra mình 23 triệu nha. 23 triệu đồng. Dạ, 23 triệu. Quá là khóa lớn tìm xe. Dạ. Chiếc xe thì còn rất đẹp, dàn áo tem zin làm thấy còn hết trơn. Rồi. Còn bên kia là đang nhám biển 68B160306. Con này 219 nha bà con, bạn đặc biệt luôn nha. 29 nha. Dạ. Con này em để ra cho mình là khóa mắt cây luôn. Dạ. 25.800 thôi. 25.8. Dạ, 25.8 thôi. 29. Dạ. 29 nha. Dạ. Rồi, một em AB màu đỏ luôn anh. 28, con này 28. Biển số Bến Tre 71, 24.500. Khóa remote luôn nha. Dạ, khóa remote em bao ship rồi nha. Dạ rồi. Đây bà con anh em coi là bảng số đâu phía sau nha. Coi mình có ưng được chiếc nào không nha mọi người. Rồi. Giờ mình xuống AB125. Đèn mắt cú. Rồi. Rồi con AB anh 125 nha. Con này mẫu 23 14 này. Dạ. Con này máy móc riêng luôn bà con. Máy riêng. Biển số 59Y1 49494 nha. Dạ. Con này màu trắng bạc, con này màu là nguyên bản nha bà con. Đúng rồi. Dạ em để ra cho mình 18.500 nha. 18.500. Dạ biển số Sài Gòn. Rồi ok chị. Dạ. 18.5. Rồi còn em winner màu vàng. Màu vàng. Vàng đen rất là đẹp luôn. Máy móc green luôn nha. Xử lý áo đồ này kia đẹp hết cho anh em ạ. Giá trên mới rồi. Số là 59Z1 38663. Máy móc green. 18.800 luôn nha bà con. Máy đầu nồi là nguyên bản hả chị? Đúng rồi, máy móc zin ạ. 18.800. Dạ. Và kế bên là một chiếc Winner X mẫu V3 rất là đẹp anh chị, màu HLC ha. Con này bản đặc biệt sao anh ha? Dạ đúng rồi chị. Bản đặc mắc biệt nhất luôn á. Dạ, bản mắc nhất của V3 nha. Con này bản ABS luôn bà con. Biển số là 59L3 53835 nha. Dạ. Khóa mắt cây nói chung đầy đủ hết luôn nha. Hai chìa đầy đủ, máy móc là em bao rin hết. 32.500 thôi. 32.500. Đúng rồi, 32.500. Rồi, ok nha bà con ha. Dạ, V3 nha. Biển 59L3 353835. Còn cái bên kia chị một chiếc Winnet V2 đó. Con này là biển số 59 Gò Vấp luôn nha. Dạ, Gò Vấp rồi luôn. Con này máy móc cũng là đẹp zin. Con này còn lên một số ốc rồi nói chung dán tem chùm nha. Dạ. Khách mua mới về là dán luôn này, không có để tem zin ra ngoài sợ chày. Rồi con này còn đi một số đồ chơi là ốc nè. Em thấy như là cặp bánh mâm là sơn bánh mâm thành màu bạc nè. Rồi phuộc là phuộc bằng dầu. Đặc biệt là full và ốc máy là ốc Salaya. Tem thì có dán mới lại. Rồi dàn đầu là có đi ốc titan rất đẹp ha. Đi bên dầu, cùm dầu kiểu cho anh em luôn. Vỏ lốp là cũng mới thay hết nữa bà con. Một cái thùng ở đây và có ổ khóa luôn, cũng tuyệt vời. Yên cũng được làm lại, đẹp hơn. Biển là Gò Vấp 36862. Con này 23.500 luôn nha bà con. Dạ, 23.500. Dạ. Con này có chế tắt đèn hơi ở, tắt máy khẩn cấp luôn nha anh em. Đúng rồi ạ. Có tắt máy khẩn cấp là giống như mô tô luôn vậy đó. Rồi chiếc này thì bán rồi ha. Không quay nữa. Dạ, chiếc này bán rồi. Con này cũng vậy luôn á. Bán luôn rồi ha. Rồi vậy để cho anh em coi lại ba cái biển số, ba cái chiếc Winner này đi. Đó, cho bà con anh em coi sơ qua nha. Anh chị anh em mà quan tâm con nào thì nhớ chụp màn hình để gửi cho chủ nha. Rồi. Còn dưới đây hình như nãy mình quay hết rồi đúng nãy không? Thì mình có quay rồi ha, giới thiệu cho bà con mình AB nè, 14 ha. Đúng rồi, rồi đây cũng vậy luôn. Thì những bà con mà ví dụ mà anh chị mà coi mà chưa kịp hoặc là quay chưa rõ thì cứ alo lại với em nha. Rồi em tư vấn cho mình về giá xe hoặc là mình trao đổi hay là góp ha. Thì em cũng xin nhắc lại địa chỉ của em là 87 Phan Huyết, phường 15, quận Tân Bình ha. Bà con mà từ khu vực miền Tây mà đi lên không có biết đường á thì cứ ra bến xe An Sương ra em rước ha.
Còn thí dụ mà anh chị mà rành đường thì cứ alo cho em ha. Rồi mình tới đây trao đổi trực tiếp cũng được ha. Rồi, còn bà con ở xa bất tiện quá thì em có thể ship xe nha. Dạ, chỉ cần cọc em 1 triệu thôi là em giao xe rồi. Dạ, như là chị cũng chia sẻ những cái thông tin ở bên cửa hàng hết rồi đó. Có trao đổi nè, có ship xe. Và đặc biệt là những cái xe bên cửa hàng là bao ship hết. Chỉ có chiếc Go 4 đây là mình không bao rồi, chỉ có chiếc thôi, tại giá nó thấp. Chiếc này em chi anh ạ. Dạ. Rồi ra tên giấy tờ, nếu bà con có nhu cầu thì chị cũng hỗ trợ được, ok hết ha. Dạ, đúng rồi. Dạ, bảo hành này kia cũng đầy đủ. Rồi. Thì cũng như mọi clip thôi, thì những anh chị nào yêu thương thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Thì cọc là em giao xe tận nơi. Dạ. Còn muốn góp thì mình phải có mặt trực tiếp tại cửa hàng nha bà con. Dạ. Dạ, thì cũng chia sẻ cũng xong rồi ha. Dạ rồi, cảm ơn tất cả anh chị các bạn cô chú rất là nhiều đã quan tâm theo dõi video nha. Hai chị em xin chào mọi người. Dạ, em xin chào bà con. Dạ.